Trong cái video này xin giới thiệu tới các bác, tới các bạn là cách sử dụng cái thuốc xương khớp của Malaysia nhé. Cái thuốc xương khớp của Malaysia thì nó có hai loại, một đấy là loại màu đỏ này, hay còn gọi là màu nâu này nhé. Đúng lại là sẽ thường nó gọi là màu đỏ nhé. Cái màu đang cầm trên tay này có cái gọi là màu đỏ nhé. Cái loại thứ hai đó là màu xanh nhé. Màu xanh ấy thì nó lại chia làm hai loại, đó là màu xanh tem tròn và màu xanh tem vuông nhé. Hai loại màu xanh này khác nhau cái vỏ hộp thôi, còn chất lượng của nó là như nhau nha. Cái loại màu xanh ấy thì nó khác cái màu đỏ một chút. Màu xanh ấy nó có hỗ trợ về cái đường ruột, đại tràng này nha, rồi hỗ trợ về não bộ, rồi hỗ trợ về thận và hỗ trợ cả về xương khớp nữa nhé. Nhưng mà màu xanh ấy thì nó hỗ trợ về xương khớp này, não bộ thì gồm có chứng đau đầu, mất ngủ, tiền đình này, rồi tai biến này. Đường ruột thì có hỗ trợ đại tràng này, rồi dạ dày này, giúp ăn ngon hơn này. Nữa là nó hỗ trợ về cả bệnh thận nhé. Thế còn cái màu đỏ thì nó rất mạnh về xương khớp nhé. Có một số bác về bệnh về xương khớp này, gút là đều dùng được nhé. Đấy, còn cái cách trong cái video này thì xin nói với các bác là cái cách sử dụng cái thuốc xương khớp nhé. Cái thuốc xương khớp thì nó có hai loại như vậy, loại màu đỏ và loại màu xanh nhé. Thì cái loại màu đỏ ấy, nhé, cái loại màu đỏ này này, thì đối với những người mà bệnh nhẹ nhé, bệnh nhẹ nhé. Đối với những người bệnh nhẹ thì các bác nên sử dụng ngày một ống thôi nhé, ngày một ống. Một ống thì nó gồm có một viên màu vàng và một viên màu đen này nhé. Đấy, thì ngày một ống uống, thường như là uống sau khi ăn. Thế còn những người mà bị đau nhức xương khớp nhiều hơn một chút thì các bác có thể sử dụng ngày hai ống nhé, hai ống uống, cũng uống sau ăn nhé. Sáng một ống, chiều một ống. Những người trường hợp mà đau nặng, chẳng hạn đau nặng ví dụ như là thoát vị đĩa đệm chẳng hạn nha, nằm im một chỗ không đi đâu được, thì các bác nên sử dụng là ngày ba ống nhé, sáng trưa chiều uống sau ăn. Đấy. Một số bác ấy thì còn bị một số các cái bệnh khác nữa, ví dụ như là một số bác thì bị thêm về cái bệnh thận nhé, bệnh thận yếu chẳng hạn, chức năng thận yếu nó gây tiểu đêm chẳng hạn, hoặc là một số bác bị thêm cái bệnh tiền đình, đau đầu mất ngủ, thì các bác có thể dùng kết hợp thêm nhé. Đấy, là cái viên uống màu xanh này nhé. Cái màu xanh này ấy, cái viên màu xanh này thì nó như này, màu xanh thì trong cái viên màu xanh ấy thì nó gồm có một cái viên con nhộng màu xanh này, một viên nén màu xanh nhạt này, một viên nén màu trắng này, và một viên nén màu tròn này nhé. Tổng cộng cái ống màu xanh như vậy. À, tại sao người ta lại để trong ống nhé, để trong ống có nghĩa là một lần sử dụng là các bác dùng hết một ống này luôn nhé. Các cái vị thuốc trong này nó mới kết hợp lại với nhau thì mới tạo ra được một cái thuốc phù hợp với cơ thể của các bác nhé, chứ các bác không nên tách ra. Ví dụ như là một ống này viên trắng, viên vàng uống buổi sáng, viên đen uống buổi tối, nó không được đâu, các bác nên uống một lúc nhé. Màu xanh này cũng vậy, các bác có thể dùng sự kết hợp cả viên vàng và viên viên xanh này nhé với nhau cũng được. Ví dụ như là các bác mà vừa bị đau nhức xương khớp, lại vừa bị chứng thận yếu hoặc là đại tràng yếu, hoặc là tiền đình đau đầu mất ngủ nhé, thì các bác có thể dùng kết hợp là viên đỏ và viên viên xanh này nhé. Còn trong trường hợp mà các bác bị đau nhức xương khớp ít nhé, mà các bác lại bị thận này, hoặc là bị đại tràng này, hoặc là ăn uống kém này, hoặc là đau đầu mất ngủ này, thì các bác chỉ cần sử dụng một loại màu xanh thôi. Màu xanh ấy thì đối với những người bệnh nhẹ nhé, bệnh nhẹ thì các bác sử dụng một ống một ngày. Thế còn thì đối với những người mà nó chứng nặng hơn đấy, hoặc mới dùng thì các bác nên dùng khoảng hai ống một ngày nhé, thì nó sẽ có hiệu quả rất là tích cực hơn. Đấy. Thì màu xanh hay màu đỏ trên Thảo Mộc HT đều có bán, thì các bác mua hàng ấy thì vui lòng liên hệ qua số là 0932 340 345. Số điện thoại này có kết nối Zalo nhé, các bác không mua thì có thể liên hệ qua điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo đều được nha. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi. Các bác và các bạn hãy đăng ký kênh để luôn luôn nhận được những video mới nhất và những thông tin tiếp theo để chúng tôi cập nhật trong cái kênh của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và các bạn trong những video tiếp theo nhé.